Chào mừng quý vị đã quay trở lại với hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nhắc tới Từ Hy Thái Hậu, người đàn bà quyền lực bậc nhất cuối thời nhà Thanh, chắc chắn không ai không khỏi giật mình bởi những mưu tính và hành động đầy ghê rợn của bà. Đặc biệt, người phụ nữ này còn thâm độc hơn ở chỗ là ngay cả khi chút hơi thở cuối cùng, bà cũng kịp để bày ra những tội ác tày trời. Mùa hè năm 1908, sức khỏe của Từ Hy Thái Hậu ngày càng chuyển biến xấu. Một ngày nọ, lão Phật gia đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội, tiêu chảy không ngừng, một ngày đi ngoài đến mười mấy lần. Những ngày tiếp theo, thậm chí còn đi ra mủ và máu. Các thái y ra sức chữa trị cho Từ Hy, nhưng bệnh tình của vị Thái Hậu này không những không có dấu hiệu tốt lên mà còn ngày càng trở nặng. Biết rõ bản thân sắp không qua khỏi, nhưng Từ Hy Thái Hậu vẫn quyết đích thân xử lý chuyện triều chính, nắm giữ quyền lực đến giây phút cuối cùng. Trong vòng 2 ngày trước khi qua đời, Từ Hy Thái Hậu đã làm tổng cộng 5 chuyện sau. Thứ nhất, kéo vua Quang Tự cùng đi. Theo lời đồn chưa được kiểm chứng, Từ Hy Thái Hậu chính là kẻ đứng sau cái chết của vua Quang Tự. Theo đó, nguyên nhân khiến Từ Hy làm vậy là vì nghe tin vua Quang Tự rất hả hê trước việc bà đã mắc bệnh nặng. Thực tế khi ấy, vua Quang Tự đang bị giam giữ ở doanh đài, tình hình sức khỏe cũng không khả quan nhưng tốt hơn tình trạng của Từ Hy rất nhiều. Khi vừa nghe nói đến bệnh tình Từ Hy chuyển biến xấu, vị hoàng đế Bù Nhìn đã không giấu được sự mừng rỡ ra mặt. Nhưng với một hoàng đế không có thực quyền lại đang bị giam lỏng như Quang Tự, diễn biến tâm trạng của ông đâu có thể qua mắt được tai mắt của lão Phật gia. Từ Hy Thái Hậu lo lắng mình sẽ chết trước Quang Tự đế. Một khi bà chết đi, Quang Tự đế sẽ nắm quyền và phá vỡ hết những thế lực bà đã gây dựng. Thế là Từ Hy tìm đủ mọi cách để trị bệnh, thậm chí còn cho người trù ếm Quang Tự đế chết sớm. Nhưng điều làm cho Thái Hậu tức giận hơn cả là bệnh tình của bà ngày càng một trầm trọng, trong khi đó Quang Tự vẫn khỏe mạnh như thường. Mãi đến ngày 14 tháng 11 năm 1908, cũng là 10 ngày sau lễ sinh nhật của Từ Hy, Quang Tự đế đột ngột qua đời. Sang ngày hôm sau, Từ Hy cũng nhắm mắt xuôi tay. Cái chết của Quang Tự đế vẫn luôn là một điều bí ẩn. Người ta cho rằng chính Từ Hy đã hại chết Quang Tự. Trong cuốn Trần trị Quang Tự đế bí ký ghi chép, 3 ngày trước khi Quang Tự đế qua đời, ngài bị đau bụng liên tục đến mức chỉ biết nằm lăn lộn trên giường, sắc mặt phát đen, lưỡi biến vàng. Điều này giống như những biểu hiện của những người bị trúng độc, khác hoàn toàn với tình trạng bệnh tật của Quang Tự đế trước đó. Đến đây, ta phải suy xét đến bệnh tình của Quang Tự đế là gì? Trong thời gian trị vì ngôi hoàng đế, Quang Tự luôn bị Từ Hy chèn ép quá mức, mất hết quyền lực chính trị, dẫn đến chứng tâm lý căng thẳng cực độ cho Quang Tự. Theo đó, Quang Tự đế đã mắc phải chứng bệnh thần kinh từ sớm. Một năm trước lúc qua đời, căn bệnh đã ăn sâu đến tận xương cốt. Khi Thái Hậu mắc bệnh nặng, vì quá đỗi vui mừng nên Quang Tự đế mới có vẻ khỏe khoắn bất thường như vậy, chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Giả thuyết Quang Tự đế chết vì bệnh được nhiều chuyên gia tán đồng nhất. Thế nhưng, đến năm 2008, chuyên gia khảo cổ sau khi kiểm nghiệm sợi tóc của Quang Tự đế thì phát hiện bên trong có chứa thành phần của diarsenic trioxide, một chất thường được dùng gây mờ trên vật liệu gốm. Với lượng chất độc cao gấp 2.000 lần so với người bình thường, sau khi xét nghiệm hết toàn bộ thi hài của Quang Tự, chuyên gia phát hiện phần bụng là nơi chứa nhiều chất này nhất. Điều này chứng thực Quang Tự đế chết là bị trúng độc. Đến đây, giới chuyên gia đã lật ngược lại cái chết của Quang Tự đế. Trong cuốn Khải Công Khẩu Thuật Lịch Sử có ghi chép, trước lúc Từ Hy qua đời, có người nhìn thấy một thái giám bưng một chén có nắp đậy đi ra từ Lạc Thọ Đường. Sau khi hỏi han thì thái giám nói đó chính là chén sữa chua mà lão Phật gia thưởng cho Vạn Tuế gia. Ngoài ra, còn có một giả thuyết được đưa ra, chén sữa chua này chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Quang Tự đế. Từ Hy Thái Hậu chính là người chủ mưu đầu độc hoàng đế. Chuyên gia phân tích, đây không phải là hành vi tự phát của một thái giám bình thường, phải là một người có quyền lực cực cao mới có thể cả gan làm hại hoàng đế như vậy. Mặc dù đã xác định được rằng cái chết của vua Quang Tự là bị hạ độc, thế nhưng để chắc chắn hung thủ là Từ Hy Thái Hậu thì thực sự là chưa ai có bằng chứng xác thực. Thế nhưng cũng phải có tới 80% là do bà ta làm nên bởi những mưu tính sau này. Và một trong những số đó chính là việc lập Phổ Nghi làm người kế vị. Sau khi Quang Tự qua đời, Từ Hy tự cảm thấy bản thân cũng sắp không qua khỏi, do đó đã triệu tập 7 vị trọng thần của triều đình đến và viết di chiếu. Di chiếu của Từ Hy gồm 4 điều.
Điều đầu tiên là để cháu trai vua Quang Tự, Ái Tân Giác La Phổ Nghi nhập cung kế thừa ngai vàng. Thực ra chuyện này sớm đã được Tử Hy quyết định, nhưng đến khi trước lúc lâm chung mới chính thức công bố. Vua Quang Tự vốn không có con cái nên Tử Hy liền chọn một thành viên nhỏ tuổi nhất trong hoàng thất để thừa kế đại nghiệp của nhà Thanh. Phổ Nghi khi ấy là con trai trưởng của Nhiếp Chính Vương Tái Phong, cũng tức là cháu trai của vua Quang Tự. Khi lên ngôi, Phổ Nghi mới chỉ có 2 tuổi. Trước lúc lâm chung, Quang Tự Đế mới biết được tin ấy, ông đã trầm mặc rất lâu. Quang Tự Đế bị giam lỏng ở doanh đài suốt một thời gian dài, bản thân ông cũng biết. Từ Hy Thái Hậu sẽ không bao giờ thả mình ra ngoài. Khi biết được Phổ Nghi sẽ đăng cơ xưng đế kế nhiệm mình, ông thở dài nói đúng 8 chữ. Lại có thêm Hoàng Đế bù nhìn. Một câu nói chỉ vỏn vẹn 8 chữ nhưng đủ để vạch trần dã tâm của Từ Hy Thái Hậu một cách không giấu giếm che đậy. Dù là đồng trị đế hay chính bản thân Quang Tự, lại thêm cả một Phổ Nghi, nhưng chung quy tất cả đều vẫn chỉ là những con rối cho Từ Hy giật dây. Sau khi vua Quang Tự băng hà, Phổ Nghi chính thức đăng cơ trở thành hoàng đế của nhà Thanh. Thế nhưng, vị vua nhỏ con này cũng chỉ tại vị được một thời gian ngắn. 3 năm sau, ông phải thoái vị, nhà Thanh hoàn toàn sụp đổ. Tiếp theo, việc làm thứ 3 trước khi băng hà của Từ Hy là giao nhiệm vụ nhiếp chính cho cha Phổ Nghi. Đây cũng là điều thứ 2 trong di chiếu của Từ Hy. Vì Phổ Nghi tuổi còn nhỏ chưa có khả năng xử lý chuyện quốc gia đại sự nên Từ Hy đã gửi gắm nhiệm vụ này cho cha của tiểu hoàng đế Ái Tân Giác La Tái Phong. Tái Phong không chỉ là thành viên hoàng thất mà còn có thực lực, cốt cách nên quyết định này của Từ Hy được đánh giá là khá sáng suốt. Thứ tư, căn dặn cháu gái Long Dụ. Từ Hy quả không hổ danh là người phụ nữ chuyên quyền, đam mê quyền lực. Cho đến giây phút cuối đời, bà vẫn quyết giữ lấy thực quyền cho gia tộc. Mặc dù đã giao quyền nhiếp chính cho Tái Phong, nhưng Từ Hy vẫn không quên dặn dò cháu gái Long Dụ phải để mắt đến Tái Phong. Theo di chúc của Lão Phật Gia, cha ruột Phổ Nghi trong quá trình thay con xử lý chuyện triều chính, nếu gặp bất cứ vấn đề lớn nào thì phải thương lượng với Long Dụ. Khi được Long Dụ đồng ý mới được thực thi. Và cuối cùng là một việc mà cho mãi tới sau này vẫn khiến người đời phải không khỏi sửng sốt mỗi khi nhắc tới. Đó chính là việc Từ Hy Thái Hậu đã lo liệu trước cho hậu sự của mình. Sau khi đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Từ Hy bắt đầu lo nghĩ đến chuyện tang lễ của bản thân và vua Quang Tự. Theo quy định, sau khi chết đi, thi thể của Từ Hy sẽ được đặt tại Từ Ninh Cung. Nhưng Từ Hy không muốn vậy, liền nói ra nguyện vọng này của bản thân đến các vị đại thần trong triều. Sau đó, mong muốn của Từ Hy đã trở thành hiện thực. Triều đình nhà Thanh thống nhất sẽ chuyển linh cữu Thái Hậu từ Từ Ninh Cung đến Hoàng Cực Điện. Sau khi nguyện vọng được đáp ứng, đôi mắt của Từ Hy Thái Hậu đã mệt mỏi đến mức không thể mở ra được nữa. Lúc này, các cung nữ, thái giám và quan lại trong cung cũng bắt đầu quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thương tiếc. Lão Phật Gia cố gắng mở mắt cáo từ mọi người lần cuối và lìa khỏi trần thế không lâu sau đó. Và đó là những việc làm trước khi nhắm mắt xuôi tay của Từ Hy Thái Hậu, người đàn bà quyền lực nhất cuối thời nhà Thanh. Quý vị nghĩ sao về những việc đã được tính toán kỹ lưỡng này của bà? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video nhé. Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên ấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.